Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Hành khách mệt mỏi chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất vì hàng loạt chuyến bay bị hoãn, phản ánh từ địa chỉ email mặttroiti@yahoo.com. Xe buýt công cộng ở Hải Dương và những tồn tại cần khắc phục, phản ánh của khán giả có số điện thoại 0913, 3 số cuối là 757. Loạn giá trông giữ xe tại cổng Bệnh viện Mắt Trung ương, phản ánh của khán giả Phạm Tiến Thắng từ số điện thoại 0935, 3 số cuối là 585. Nghệ An, đường xuống cấp vì xe quá tải, phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Thắng từ số điện thoại 0985, 3 số cuối là 495. Khánh Hòa, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ, chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Những cây bàng hiên ngang giữa Côn Đảo, chia sẻ của khán giả Triệu Thanh Nhân từ số điện thoại 0906, 3 số cuối là 168. Sau đây là nội dung chi tiết. Khán giả ở địa chỉ email mattroiti@yahoo.com cho biết, trong ngày 17 tháng 3 vừa qua, khi có việc cần đi di chuyển bằng máy bay, anh đã rất bức xúc khi phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ do hãng hàng không anh sử dụng báo hoãn giờ bay vì những lý do rất phổ biến. Đáng nói hơn là không chỉ một mà rất nhiều chuyến bay của nhiều hãng hàng không đều báo hoãn, hủy chuyến, khiến hàng trăm hành khách phải chờ đợi mệt mỏi. Sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả này. Sân bay Tân Sơn Nhất, 17 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2014. Vì lý do máy bay đến trễ nên chuyến bay sẽ khởi hành trễ. Giờ bay mới dự định là 19:05. Quý khách cần sự giúp đỡ hãy gửi về hai hãng trễ cùng Việt Nam. Liên hệ với nhân viên hàng không. Vietjet. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ và mong quý khách thông cảm. Liên tiếp những thông báo vang lên rằng máy bay đổi giờ bay sẽ bay trễ giờ, khiến hơn 500 hành khách có mặt trong phòng chờ ngán ngẩm thở dài. Điều đặc biệt là cả ba hãng hàng không thông dụng hiện hành đều cùng thông báo trễ giờ. Đó là Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Air và cả hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Những khuôn mặt mệt mỏi. Nhiều hành khách nước ngoài không khỏi tỏ ra thất vọng về chất lượng phục vụ của hàng không Việt Nam. Xin quý khách lưu ý, hãng hàng không Jetstar Pacific xin có lỗi cùng hành khách đang máy bay đi Hà Nội trên chuyến bay VL810. Vì lý do máy bay đến trễ nên chuyến bay sẽ khởi hành trễ. Giờ khởi hành mới dự định là 19:40. Phản ánh cùng chương trình, khán giả này bức xúc cho biết Jetstar Pacific Airlines là ông hoàng trong việc trễ giờ trong lòng người dân đã đành. Vietjet Air giờ cũng ăn theo danh hiệu đó. Và đến cả hãng hàng không uy tín nhất Vietnam Airlines cũng không chịu kém bạn một ly. Hơn nữa, trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 19 giờ, Vietnam Airlines thông báo tới hai chuyến bay cùng trễ giờ, cụ thể là chuyến Sài Gòn Vinh mã số VN630 và chuyến Sài Gòn Hà Nội mã số VN772 trễ tới tận 40 phút.
Điều hành khách bức xúc vì cảm thấy bị coi thường khi các hãng đưa ra lý do cho việc trễ giờ bay tới cả tiếng đồng hồ chỉ quanh quẩn hai nguyên nhân: do máy bay đến trễ và do lỗi kỹ thuật. Theo ý kiến chủ quan của khán giả gửi clip, không rõ thực tế như thế nào, nhưng việc trễ giờ bay thường xuyên như cơm bữa này khiến hàng không Việt Nam mất uy tín không chỉ với khách trong nước mà còn với khách du lịch nước ngoài. Bởi có những cuộc hẹn gặp, đón tiếp, thậm chí là ký kết hợp đồng làm ăn được khách hàng lên kế hoạch, căn giờ từ trước. Nên nếu đến trễ giờ bay tới cả tiếng đồng hồ, đương nhiên là trễ kế hoạch của hành khách và sẽ kéo theo sự mất uy tín của chính hành khách với bạn bè, đối tác của họ. Gửi clip tới chương trình, khán giả này hy vọng các hãng hàng không sẽ có giải pháp để nâng cao chất lượng, phục vụ hơn nữa, giảm thiểu tối đa việc hoãn hủy các chuyến bay để không làm ảnh hưởng tới lịch trình của hành khách. Đặc biệt không nên để tần suất hoãn chuyến bay xảy ra một cách thường xuyên, để rồi đó trở thành một thương hiệu xấu của hàng không Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng nhiều, đặc biệt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, công ty vận tải hành khách Đức Khoa đã thành lập một tuyến xe buýt phục vụ nhân dân và đã có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, tuyến xe buýt Tam Kỳ - Kim Thành là một trong những tuyến được thành lập sau lại đang bị nhiều người dân phàn nàn về những tồn tại trong quá trình vận chuyển hành khách như chất lượng phương tiện, sự thiếu nghiêm chỉnh của lái xe và phụ xe. Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng này, sau đây mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh do khán giả từ số điện thoại 0913, 3 số cuối là 757 đã ghi lại và gửi về cho chương trình. Những hình ảnh được ghi lại trên chuyến xe buýt Tam Kỳ - Kim Thành của công ty vận tải hành khách Đức Khoa. Cần gạt nước kính trước của ô tô được điều khiển bằng sợi dây một cách thủ công như thế này. Việc làm này trở thành trò cười cho mọi người trên xe. Trong chiếc xe buýt đã cũ kỹ, tồi tàn này, nhiều ghế ngồi cho hành khách bị rách nát, nghiêng ngả. Không ít hành khách cảm thấy phiền lòng vì chất lượng phục vụ của xe buýt tuyến Tam Kỳ - Kim Thành. Khán giả từ số điện thoại 0913, 3 số cuối là 757 cho biết, công ty vận tải hành khách Đức Khoa có rất nhiều tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như Mạo Khê, Ninh Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang. Trong đó, tuyến xe buýt Tam Kỳ - Kim Thành được thành lập sau, song khán giả này nhận thấy có vẻ như hành trình và phương tiện của tuyến xe này không được mấy vị lãnh đạo công ty quan tâm đúng mức. Phương tiện xe đang sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, ghế ngồi thì mặt ghế văng lung tung, nghiêng ngả rách nát, xe thì bẩn thỉu, sàn xe vứt giấy bìa bừa bãi, khung cửa sổ nào không có kính thì được khắc phục bằng cách dán bìa cắt tông. Theo khán giả này, thì điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ của tuyến xe buýt như hiện nay là không văn minh lịch sự, nực cười nhất là việc gạt nước, cửa kính bằng cách giật dây như trong đoạn clip. Hành khách trên xe thấy vậy đều không khỏi ái ngại về những nguy hiểm rình rập trên chuyến xe không được đảm bảo an toàn ở nhiều yếu tố như thế này. Không những thế, tuyến xe Tam Kỳ - Kim Thành còn thường xuyên không tuân thủ theo lịch trình, lái xe phụ xe không mặc đồng phục. Theo khán giả gửi phản ánh đến chương trình, thì đây là những tồn tại cần sớm được khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 năm 2012, thành phố Hà Nội đã giải tỏa một số bãi trông xe trong nội thành để góp phần giảm ùn tắc giao thông. Trong đó, bãi đỗ xe ở trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương nằm trên phố Bà Triệu cũng bị giải tỏa. Vì vậy, hàng loạt bãi trông xe tự phát ở những tuyến phố xung quanh bệnh viện đã mọc lên như nấm. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn khiến nhiều người bức xúc khi phải trả từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một lượt trông giữ xe. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Phạm Tiến Thắng từ số điện thoại 0935, 3 số cuối là 585. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đã khổ vì phải đi khám chữa bệnh với bao chi phí điều trị, thuốc men. Giờ đây người dân còn trở thành nạn nhân của dịch vụ trông giữ xe chặt chém.
Đó là những gì đã diễn ra suốt 2 năm qua tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương. Do trong bệnh viện không có chỗ để xe, nên người dân chỉ còn cách gửi dịch vụ bên ngoài. Không chỉ riêng tuyến phố Bà Triệu, mà những tuyến phố khác như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Trần Nhân Tông cũng luôn chật kín xe của người dân đến khám và chữa bệnh. Anh ơi, cho em lấy cái xe. Anh rồi. Dù rất bức xúc với giá trong xe từ 10 đến 20.000 đồng một lượt, cao gấp nhiều lần so với quy định của thành phố, nhưng người dân vẫn giả chấp nhận, cắn răng rút ví vì không còn lựa chọn nào khác. Theo phản ánh của khán giả Phạm Tiến Thắng thì trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Trung ương có trên 1.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, nên nhu cầu gửi xe của khách vào viện khám bệnh rất lớn. Trước đây, phần vỉa hè phố Bà Triệu bên phía bệnh viện được tổ chức trông giữ xe với giá quy định. Kể từ khi thành phố thực hiện chủ trương rút giấy phép hơn 260 điểm trông giữ xe nhằm lập lại trật an ninh trật tự, an toàn giao thông đường phố, thì điểm đỗ xe này cũng trong danh sách giải tỏa. Sự nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Bệnh viện Mắt Trung ương đã vô tình khiến người dân đến khám, chữa bệnh phải vất vả trong việc tìm điểm trông giữ xe. Bãi xe chính vừa giải tỏa thì các bãi trông xe tự phát đối diện ở bên kia đường và các tuyến phố lân cận với bệnh viện đã mọc lên như nấm. Đồng thời cũng xuất hiện một số người tràn xuống lòng đường đua nhau mời chào người đến khám bệnh, gửi xe trên vỉa hè hoặc trong nhà của họ. Giá trông xe được đẩy lên thành 10.000 đồng đến 20.000 đồng một xe. Nếu hôm nào lượng khách đến gửi xe vào bệnh viện khám càng đông thì giá gửi xe sẽ đẩy lên thành 25.000 đồng một xe. Việc này khiến người dân rất bức xúc, nhất là khi nhiều tổ chức pháp nhân được mở điểm trông giữ trên vỉa hè theo quy định của thành phố, nhưng vẫn thu tiền cao gấp nhiều lần quy định. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Phạm Tiến Thắng kiến nghị bà lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương cần nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khoảng không gian nhất định để tổ chức điểm trông giữ xe trong phạm vi diện tích có thể để đáp ứng nhu cầu, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại đây. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những người trông giữ trái phép, thu tiền sai quy định trong khu vực xung quanh các bệnh viện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một phản ánh về giao thông. Khán giả Nguyễn Đình Thắng từ số điện thoại 0985, 3 số cuối là 495 cho biết, khoảng một năm nay, tuyến đường chính nối quốc lộ 1A đi Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 2 thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân là do mỗi ngày, tuyến đường này phải cõng hàng trăm lượt xe trọng tài lớn chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công quốc lộ 1A. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với clip phản ánh sau của khán giả Nguyễn Đình Thắng. Trước đây, tuyến đường chính nối quốc lộ 1A đi Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 2 thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được trải nhựa phẳng phiu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, từ khi các mỏ đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác, kéo theo đó là lưu lượng các loại ô tô tải chở vật liệu xây dựng đi qua con đường này tăng lên gấp nhiều lần. Đường bị cày nát từng ngày. Hiện nay, con đường gần như đã biến dạng hoàn toàn. Dường như không còn chút nhựa đường nào, thay vào đó là lỗ chỗ các loại ổ, đất đá rời vãi khắp nơi. Vào những ngày mưa như thế này, cả con đường như một đoạn sông bùn màu đỏ, khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Thắng thì tuyến đường chính nối quốc lộ 1A đi xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An dài khoảng 2 km được Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Nghệ An 2 thi công và quản lý. Nhưng giờ đây, tuyến đường đã bị biến dạng hoàn toàn do các loại ô tô tải chở vật liệu xây dựng. Do tuyến đường này được Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Nghệ An 2 quản lý nên Ủy ban Nhân dân xã không can thiệp. Còn Trung tâm cũng đã nhiều lần phản ánh và có đơn kiến nghị công ty khai thác ở đây nhưng cũng không có tác dụng.
Từ lâu nay, trên bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khách du lịch muốn đi ra tắm biển phải mạo hiểm băng qua con đường Trần Phú. Việc này rất dễ xảy ra tai nạn do con đường này có rất đông xe cộ lưu thông. Nhằm để giải quyết tình trạng trên, mới đây thành phố Nha Trang đã cho lắp đặt thử nghiệm một hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ băng qua đường. Hệ thống này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 3 năm 2014 và đang bước đầu cho thấy những hiệu quả tích cực. Đó là chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chốt đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ băng qua đường đầu tiên được lắp đặt tại khu vực có nhiều khách sạn nằm trên đường biển Trần Phú, nơi có rất đông khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú. Chốt đèn tín hiệu được lập trình hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Cứ cách khoảng 90 giây là có 30 giây dành cho người đi bộ băng qua đường. Người điều khiển phương tiện và người đi bộ đều chấp hành khá nghiêm chỉnh theo tín hiệu đèn, giúp giao thông trên đường trở nên thuận lợi và an toàn. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Vũ Văn Hội cho biết, từ khi có chốt đèn tín hiệu này, tình trạng người đi bộ băng qua đường tùy tiện đã không còn nữa. Khách du lịch trong và ngoài nước đã cảm thấy yên tâm khi di chuyển từ khách sạn ra địa điểm tắm biển. Đặc biệt đối với người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên con đường này đã không còn nỗi lo trước việc băng qua đường bất ngờ của người đi bộ. Anh Hội cũng cho biết thêm, đây là chốt đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ băng qua đường đầu tiên được lắp đặt thử nghiệm và theo anh được biết, trong thời gian tới, thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục cho lắp đặt thêm nhiều chốt đèn tín hiệu rải rác trên con đường Trần Phú. Thưa quý vị và các bạn, bàng là loại cây thân thuộc và gắn bó với đời sống của mọi người dân. Trên khắp giải đất hình chữ S, nơi đâu cũng thấy bóng dáng của những tán bàng. Nhưng ở một nơi, cây bàng đã trở thành biểu tượng, thể hiện cho sức mạnh của vùng đất này. Bàng được ví như chứng nhân lịch sử trong một thời kỳ đau thương và bi hùng của dân tộc. Đó là bàng Côn Đảo. Để tìm hiểu về loài cây cùng với những chiến tích đặc biệt nơi đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của khán giả Triệu Thanh Nhân ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu từ số điện thoại 0906, 3 số cuối là 168. Không chỉ thân quen, cây bàng còn được ví như linh hồn của Côn Đảo. Người ta có thể bắt gặp hình ảnh cây bàng ở bất cứ đâu, từ những con đường ven biển, trong sân nhà, trường học đến những nhà tù, trại lính. Và ở Côn Đảo, có những con đường chỉ duy nhất có sự hiện diện của những cây bàng cổ thụ mà nhiều người vẫn quen gọi đó là con đường bàng. Không giống trong đất liền, bàng ở Côn Đảo có rất nhiều điểm khác lạ. Lá bàng thắm màu hơn và dày hơn. Da của bàng cũng sần sùi hơn. Hầu hết trên thân những cây bàng cổ thụ ở đây đều nổi u, nổi cục. Có lẽ ở môi trường khí hậu khắc nghiệt cộng với độ mặn của nước biển nên da bàng mới trở nên như vậy. Gắn bó và che chở cho những cư dân trên đảo, dáng của bàng cũng vững chãi và hiên ngang tựa bức tường thành vững chắc để che chắn những cơn sóng cuồng nộ của biển cả và những trận gió táp mưa sa. Theo chia sẻ của khán giả Triệu Thanh Nhân thì bàng ở Côn Đảo hiện diện khắp nơi, bàng trong sân trường học, bàng trước cổng và lẫn trong vườn nhà, bàng bên vệ đường, trên lưng trường núi. Nhưng những cây bàng cổ thụ chỉ có nhiều nhất ở trong khuôn viên các trại tù. Điều đặc biệt, những cây bàng ở đây luôn vững chãi và hiên ngang như những con người yêu nước thương nòi để bảo vệ tổ quốc dưới chế độ nhà tù hà khắc của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có những cây cao vài chục mét, thẳng tắp sừng sững vươn lên trời như mũi trông. Có cây chỉ cao chưa đầy chục mét, nhưng gốc của nó đến vài người ôm cũng chưa khít vòng tay, và tán lá thì vươn xa dợp cả một vùng đất rộng. Đường kính ước chừng hơn 100 mét. Và đặc biệt hơn, không tuân theo quy luật nào, bàng ở Côn Đảo hội tụ cả 4 mùa trong một năm. Bên cạnh những cây đang cho những chùm quả vàng rộm, thì vẫn có những cây thả xuống từng chùm hoa trắng li ti.
rồi có những cây khoác trên mình hai sắc thái của mùa đông và mùa xuân rõ rệt, như tán lá phía dưới là một màu xanh nõn của lộc non vừa nhú, nhưng phía trên là những cành trụi lá. Khán giả Triệu Thanh Nhân cũng cho biết thêm, bàng không chỉ chắn gió, chắn sóng và làm đẹp cho vùng đất Côn Đảo, mà còn ban tặng cho cư dân trên đảo một món ăn mang đậm vị ngọt bùi, thơm thảo. Khi trái bàng chín rộ và rụng xuống, người dân sẽ nhặt về phơi chừng 4 đến 5 nắng để vỏ xe lại, sau đó dùng dao bổ đôi hạt bàng để lấy phần nhân bên trong. Nhân của hạt bàng có màu vàng nâu óng ả và nhọn như hình hạt chám. Tuy nhiên, nó chỉ nhỉnh hơn hạt đậu đen một chút. Nhân hạt bàng được rang khô rồi tẩm với đường hoặc muối để trở thành món ăn quen thuộc của cư dân trên đảo và cũng là món quà đặc sản mà vùng đảo này gửi về đất liền. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Hành khách mệt mỏi chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất vì hàng loạt chuyến bay bị hoãn. Liên tiếp những thông báo vang lên, rằng máy bay đổi giờ bay, sẽ bay trễ giờ, khiến hơn 500 hành khách có mặt trong phòng chờ ngán ngẩm thở dài. Điều đặc biệt là cả 3 hãng hàng không thông dụng hiện hành đều thông báo trễ giờ, đó là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Air. Nếu cứ để tần suất hoãn chuyến xảy ra một cách thường xuyên như hiện nay, rất có thể nó sẽ trở thành một thương hiệu xấu của hàng không Việt Nam. Phản ánh của khán giả ở địa chỉ email mặttrời.ti@yahoo.com. Tuyến xe buýt Tam Kỳ - Kim Thành của công ty vận tải hành khách Đức Khoa hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiện phương tiện đã xuống cấp trầm trọng, ghế ngồi nghiêng ngả, rách nát, sàn xe bẩn thỉu, khung cửa sổ nào không có kính thì được khắc phục bằng cách dán bìa các tông. Đến cả gạt nước cửa kính xe cũng bị hỏng, phải điều khiển bằng cách giật dây. Không những thế, tuyến Tam Kỳ - Kim Thành còn thường xuyên không tuân thủ giờ theo lịch trình, lái xe, phụ xe không mặc đồng phục. Đây là những tồn tại cần sớm khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Quan trọng hơn cả là đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến xe. Phản ánh của khán giả có số điện thoại 0913, 3 số cuối là 757. Đã khổ vì phải đi khám chữa bệnh với bao chi phí điều trị, thuốc men, giờ đây người dân còn trở thành nạn nhân của dịch vụ trông giữ xe chặt chém. Đó là những gì đã diễn ra suốt 2 năm qua tại khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương. Dù rất bức xúc với giá trông giữ xe dịch vụ tại các tuyến phố xung quanh từ 10 đến 20.000 đồng một lượt, cao gấp nhiều lần so với quy định của thành phố, nhưng người dân vẫn đành chấp nhận, cắn răng rút ví vì không còn lựa chọn nào khác. Phản ánh của khán giả Phạm Tiến Thắng từ số điện thoại 0935, 3 số cuối 585. Khoảng một năm nay, tuyến đường chính nối quốc lộ 1A đi Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội 2 thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân là do mỗi ngày, tuyến đường này phải cõng hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phục vụ thi công quốc lộ 1A. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Thắng từ số điện thoại 0985, 3 số cuối 495. Nhằm tạo sự thuận lợi và an toàn cho khách du lịch khi đi bộ băng qua đường Trần Phú để ra bãi tắm, mới đây, thành phố Nha Trang đã cho lắp đặt thử nghiệm một hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ. Hệ thống này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 3 năm 2014 và đang bước đầu cho thấy những hiệu quả tích cực. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Trên khắp giải đất hình chữ S, nơi đâu cũng thấy bóng dáng của những tán bàng. Nhưng ở Côn Đảo, cây bàng đã trở thành biểu tượng thể hiện cho sức mạnh của vùng đất này. Bàng được ví như nhân chứng lịch sử trong một thời kỳ đau thương và bi hùng của dân tộc. Bàng ở Côn Đảo hiện diện ở khắp nơi, bàng trong sân trường học, bàng trước cổng và lẫn trong vườn nhà, bàng bên vệ đường, trên lưng chừng núi. Nhưng những cây bàng cổ thụ chỉ có nhiều nhất trong khuôn viên các trại tù. Những cây bàng ở đây luôn vững chãi và hiên ngang như những người con yêu nước, thương nòi để bảo vệ tổ quốc dưới chế độ nhà tù hà khắc của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chia sẻ của khán giả Triệu Thanh Nhân từ số điện thoại 0906, 3 số cuối là 186. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay mail đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414.
Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.